Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất xuất khẩu của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Làm kế toán đối với công ty sản xuất và xuất khẩu không chỉ cần phải tìm hiểu về các hồ sơ thủ tục hải quan, cách sắp xếp lưu giữ hồ sơ để phục vụ cho cơ quan thuế và cục hải quan quyết toán, mặt khác các vấn đề liên quan đến luật thuế. Thông tư, nghị định luôn thay đổi, đòi hỏi các bạn kế toán trong công ty sản xuất xuất khẩu cần phải nắm bắt được và cập nhật liên tục, áp dụng luật mới vào công việc để tránh cho doanh nghiệp bị phạt vi phạm hành chính trong quá trình hoạt động. Để giải quyết được những khó khăn và khúc mắc trong công ty sản xuất xuất khẩu, các bạn hãy tham gia vào khóa học của Trung tâm Kế toán Việt Hưng để giải quyết được những khó khăn trong công ty sản xuất xuất khẩu, để hiểu được, nắm được các nội dung của khóa học. Mảng sản xuất xuất khẩu sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất liên quan đến thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ. Nội dung thứ hai là các chứng từ phát sinh trong kỳ. Và nội dung thứ ba là nội dung liên quan đến cuối kỳ, thực hiện việc lên báo cáo tài chính. Ở nội dung liên quan đến thực hiện việc khai báo đầu kỳ, các bạn sẽ được hướng dẫn về cách thiết lập các cơ sở dữ liệu ban đầu một cách khoa học có hệ thống, ý nghĩa của các tài khoản trên bảng cân đối tài khoản so với các báo cáo liên quan. Và ngoài ra, các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách kế toán của kế toán cũ để nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty. Ở nội dung thứ hai sẽ đi vào các chứng từ phát sinh trong kỳ, bao gồm hạch toán đối với mua nguyên vật liệu trong nước, hướng dẫn việc định mức nguyên vật liệu làm sao cho phù hợp. Còn đối với trường hợp mua nguyên vật liệu nhập khẩu, phải lưu ý cách hạch toán các bộ hồ sơ nhập khẩu, cách phân biệt và phân bổ các chi phí trước hải quan và sau hải quan, cách hạch toán đối với hàng nhập khẩu, hạch toán đối với hàng xuất khẩu, hướng dẫn thực hiện việc chênh lệch tỷ giá có phát sinh khi thanh toán, hướng dẫn đánh giá chênh lệch tỷ giá vào cuối năm, các nội dung hóa đơn liên quan đến mua công cụ dụng cụ, hạch toán hóa đơn mua tài sản cố định, cơ sở thực hiện việc trích khấu hao căn cứ vào thông tư nào, và hồ sơ liên quan đến thanh lý, thủ tục thanh lý tài sản và các cơ sở pháp lý. Hướng dẫn thực hiện lên báo cáo số lượng tồn kho, đối chiếu số lượng kho với báo cáo tài chính, cách hạch toán nội dung liên quan đến tiền lương và trích bảo hiểm xã hội, thực hiện việc lên tờ khai thuế giá trị gia tăng. Ở nội dung phần cuối kỳ, hướng dẫn thực hiện việc lên báo cáo tài chính, kiểm tra lại các chỉ số, tỷ trọng trong báo cáo tài chính và cân đối số liệu trước khi nộp. Ở khóa học có hình thức học online và một giáo viên kèm một học viên. Đối với từng hình thức học sẽ có các mức phí học phù hợp. Là toàn bộ các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên trang web riêng ketoanviethung.com, giáo trình học online. Điểm nổi bật là mỗi một chứng từ một hóa đơn sẽ là một video hướng dẫn chi tiết từng nghiệp vụ và hạch toán trên phần mềm kế toán. Các bạn có thể nghe và xem lại kiến thức bất cứ lúc nào trên giáo trình online. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.